tranh gỗ bẩn như này thì mới thấy là đã chơi tranh gỗ và có dịch vụ bảo dưỡng tranh tuyệt vời đi cùng, còn nếu không thì thôi. Xin chào các bạn, ngày hôm nay tranh gỗ Bùi Gia lại đang có mặt ở trong Đà Nẵng và chúng tôi lại tiếp tục cái công việc là đem đến cái dịch vụ chăm sóc khách hàng một cách hoàn hảo hơn. Và quý vị nhìn thấy ngày hôm nay chúng tôi đang chăm sóc tác phẩm Bát Tiên Quần Thú mà chúng tôi đã làm cách đây 4 năm. Và trên tác phẩm có một vài những cái điểm qua thời gian sử dụng cũng như là sau 1 năm đã có những cái vết và sau đó là làm bóng, làm sáng và gần như là làm mới lại tác phẩm. Và quý vị hãy cùng nhìn xem. Là tranh mà còn tất cả các đồ gỗ, các tác phẩm nghệ thuật ở trong nhà là một, phải nói là một trong những cái cảm xúc là trên cả tuyệt vời, trên cả những cái kỳ vọng mà gia chủ có thể là những cái chất lượng và là bảo dưỡng sản phẩm hậu mãi là cực kỳ nhiệt tình và cực kỳ là chất lượng, rất là chuẩn chỉnh.